làm riêng này và vỡ mồm. Bắn đây, bắn đây. Đâu 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 đâu. Ôi từ có nổ ấy. Tao bỏ xe. À! em cho phát lại lên TV. Ôi ơi. Tèn tèn. Quẩy lên. Lần này mình UE đúng không? Đánh trên mẹ bọn Trung Quốc ấy. Em không có ý xúc phạm chỗ bác đang ở đâu. Không, cho em không phải chỉ là. Thế à? Thế nói tiếng Trung Quốc không? Ừ, nói tiếng Trung, mấy nước nói tiếng Trung mà. Ví dụ như nước Việt đúng không? Quẩy lên. Quẩy lên. Chuck Norris. Ok. Giờ sao? Ok, mắc cạn. Xuống chưa? Thanh niên xuống chưa? Xuống rồi, em đang đi ngay sau đít bag này. Bọn nó đâu nhở? Đây, bọn nó bên này, bọn nó sau lưng ở đống. Ví dụ như, ví dụ như thằng chó này, úi dồi, nó chạy. Bọn này đi ở tí này. Con mình đi chắc. Đây, một thằng. Ok, sướng đấy, có vẻ sướng đấy. em lại bag. Có súng này chứ không có vẻ nhiều đạn mà. Bên trên. Em không ra cho bác qua, cứ bình tĩnh. Đây. Ê, có phóng lựu. Đừng nhớ, bắn phát đi trời mà. Chúng con nào không? Được kiện rồi. Chật. Nó chạy. Nó nấp sau ý. Bác có RPG không? Em bắn lỗ hơn đâu. Dạ, đừng nhớ. Hai thằng. Nó chưa nổ. Nó vẫn chưa nổ. Đấy. Bác thấy em bắn hay không? Hả? Con chim. Đây định mệnh. Ôi, trên bờ đông ngực nhá, có thằng nhìn thấy em rồi. Đếm. Chạy em. Sao bác có ít máu kìa, bác có phải medic không ấy? Không. Vâng, em nghĩ, hình như em là medic rồi ấy. Ê bác ơi, bác đang di chuyển kiểu ngồi xuống đất ấy. Ê bác ơi, medic đi. Ôi, bị giết rồi. Đù mẹ nó giết cả hai thằng. Mẹ. xong rồi nhặt cái hộp, xong rồi nhặt máu của em, nhặt súng của em, vâng. Đờ mà thanh niên này lại úi giời ấy, còn đi gì kia rồi. Mẹ luôn. Đâu có đê. Có thang máy không? Có đủ mé nhưng mà team nó đang mắc đông ở đây. Cho nên em không nghĩ đi thang máy được đúng không? Kiểu ơi. Đợi em vào. Gì đây? Đủ mé. Cẩn thận nhá, ra phát bắn nhau ấy. Cái đấy quảng cáo ADN ấy, ADN à? Quay. Ra, 1, 2, 3, đi. Ok bạn và... Ô sao lại mở đằng sau lưng này? em cứ canh canh ở cửa kia. Đúng không? Ô xong. Đằng sau. Đằng sau. Chết đấy. Em chết rồi. Yeah. Ô sao đóng rồi? Thôi đi thằng máy bên cạnh. em đang lên cùng thời điểm bác rồi. À, từ từ phải canh sau lưng. Em nghĩ thế. Không em bác lên trước em rồi. Em qua trong này bọn nó di chuyển hết rồi. Xuống khu B nhá. Bác điều đi về. Bố ơi mình đi đâu thế? B nhá. Ui vãi cả, nó đang phá nhà này. Có thằng xe tăng đang phá. Sập. Oh shit, giờ sao? Nhảy. I believe I can fly. Ơ sao đen này? À từ từ. Thế từ ra. Đợ. Wow, ảo ấy. Em làm bài. Sắp rơi. Yeah. Sướng quá lìn. Sắp tân rơi. Sướng quá lìn. Bụi quá. Ôi lồi to thế nhở. May mà anh ba cái. May mà mình không đi ỉa ở nhà đấy. Cứt thằng chó bắn nhỉ. Ê chúng nó đông vai. Cứ chó chạy rồi. Headshot. Ui giời ơi, mình bắn trước nó mà. Bắn kém vậy. Đấy là không giết được mạng nào. Đấy là không giết được mạng nào. Không chết 6, fuck. What the fuck. Này thì xe tăng này. Khi nổ con, này thì xe tăng này. Ok, không nổ rồi ta. Nổ. Fuck yeah. Không giết được thằng nào ấy. Nhưng mà ít ra cũng làm nổ cái xe tăng. Định mệnh. Có các thằng nào cho mình giết được quanh đấy nhỉ. Chó chạy rồi. Ơ, giờ xuống nước này. The fuck. Xe
xuống nước rồi. Ôi giời ơi, có đường lên kia à? Đây có. Ôi trên bờ vẻ căng nhở, đúng là chiến tranh thế giới thứ ba khác. Vãi thanh niên lên nè, có hai thằng chó ở đây mình bắn. Ôi giời, vẫn không giết. Giết hết, giết hết lại giết đen thế nhở em gà vậy cơ. Không chết bật, không chết tám rồi đấy. Ôi bác ơi, khí đu mẹ. Em giết rồi. Thằng đầu tiên giết đồng bán. Bắt đầu rồi. Come on, let's go. Let's go. Cửa hàng mẹ gì này? Ok, bác ơi. Dạ, vợ con nào, khỏe không? Cũng bình thường. Tháo gác. Ôi, đằng sau lưng đông lắm, may mà anh em mình chuẩn. Lên. Ok, nằm xuống. Rồi, có máu không? Em không, em đang làm engineer mà. Đấy, máu. Anh đéo hơn rồi mấy. À đây, vào đây. Nằm như mấy con sên. Nằm như mấy con sên. Ra ở bên đấy vui không? Bác học, cũng khá, bác học hành quả bác... gần chết sợ. Cũng sợ, giờ là lại trang bị là có mấy thằng chó, mấy thằng chó. À đây, có thằng đứng lấy canh rồi, ok. Sao mà nó canh ở đây, con nó mất đầu hết rồi này. Chúng nó không thích đầu lắm. Ừ, cũng đúng, có vẻ logic ấy. À nhìn lên trên chẳng cả thằng có mấy thằng nhảy đúng không ạ? Đấy, chó này mình đang thả bữa. Đủ mẹ tăng này. Trong ngoài. Em có LPG rồi. Ơ, sao mà lấy cái bình lửa ra này? Ô, sao lại... Sao thế em lại rút tôn ra? Ôi dồi, em... Chán đi. 21 chết 7 kìa, đù mẹ mình bắn mắc kinh. 1 mạng 3 thằng được. Và trong mặt cây. Mù. Thế bác làm visa có lâu không? 3 tháng. Mẹ. Đủ mẹ lốt chiến dịch về thôi. Sao ấy? Á! Sao ô tô tiến xuất hiện đây này? Cái ô tô đối diện thì nhiều có người ấy. Rất nhiều lắm khác ấy. Định mấy. Chúng này có vẻ có tác dụng ấy. Nút gì ấy? Mở cửa, đu mẹ mở cửa. Vậy mở cửa, bây giờ anh em mình đã được giải thoát sau hàng nghìn năm bị nhốt trong đấy. Hiện đại vãi. Cái gì đây? Ôi đù mẹ khói quá. Khói. Mà thế, ê trốn luôn đây. Đông không? Người trên mái nhà này. Behind. Headshot. Còn thằng nữa ngay đây. Thiệt mẹ bom rồi, khốn nạn vậy. Mau. Medic. Em không nghĩ em làm. Oh, what the fuck I'm doing with my life? What the fuck? No! Tăng kìa. Bác chết con mẹ rồi. Chó luôn cơ. Ok, em giết được. Bây giờ em trốn đây. Bác sao em nhanh em xuống. Medic. Tầm medic đi. Ê, cái bình khói kìa. Đấy, thật là thân. Ủa, em có khói. Ê, xe tăng kìa, cẩn thận nhá. Ok, cánh sẵn này gì đây ạ? Chúng rồi, em ăn chúng rồi. Ơ, đệt, em ăn chúng thì chẳng ảnh hưởng mấy. Em ăn trượt rồi, hình như em nghĩ thế. Được hai, có hai mấy đêm thôi, súng của bác yếu. Nhìn đẹp vậy, không bằng nổi khẩu súng lục à. Ê, thằng máy ấy, ấn được không? Không. Ê, tăng. Bắn từ phía sau. Ê, ô tô. Nổ. Nổ chưa? Ôi mẹ, cái khẩu em tự nhiên là vòng lên trên nhỉ. Ôi, bên này đông cực, bắn ngay đằng sau lưng. Ôi dồi ôi, đông cực phải 3-4 thằng. Chết rồi. Ô thằng, ui dồi ôi. Mẹ, mình phải bắn headshot quả đấy mi. Thế ông quay lại em gì? Em bắn em ăn hồi một thằng. Phải nhìn phong cách ăn hồi. Còn mấy trăm điểm nữa, hơn trăm điểm nữa, bên đó đang thua. Bên kia có thằng bên nằm xuống. Hay là chết luôn, rồi. Bắn phát chết luôn. Đúng rồi, ba quán hay rồi. Ôi, mẹ thanh niên đi cả xe tăng vào đây. Đù mẹ đau. Đau phải sau mới sướng. Đéo thấy sướng đâu đó. Đâu, cút ra, tất cả cút ra. Đâu rồi, chết đây rồi. Xe tăng dưới kìa, đù mẹ cẩn thận. Mạnh động vãi. Tăng. Bắn nổ đấy. Bắn chúng rồi. Năm. Ok, năm rồi.
Ác liệt rồi, ác liệt rồi. Ah, chết rồi. Nó bắn gì đấy liền, nó giết cả anh em. Ôi dồi ôi, có xác vừa rơi xuống. Ba em mình nhìn thấy có xác rơi trời xuống. Có tự nhiên. Đây em này. Vẫn ship em bơi nhanh. Vì em vẫn ship em bơi nhanh. Đậu mé, lâu vãi. Chiếm khu C. Ok, 41 điểm rồi kìa. Có hai thằng địch nhá. Ok, thấy. Một thằng nữa à. Để xem ván này em làm sniper em giết nó. Và rút lục gió lành. Thôi, đủ mé đâu hết rồi. Chắc là sợ quá, chạy rồi. Điết choi kìa, đủ mé, đi choi luôn cái thuyền. Mình bắn mắc kinh. Có thế thì sao của anh đây nhỉ? Ôi mày. Đâu, bọn nó đến. Ở bên phải nhá, ui xe tăng, đu mẹ xe tăng. Trốn đi. Anh đây. Bó, đạch. Ờ, có liên bác ơi. Ôi, nó mang cả xe tăng ở đây á. Ừ, nó đi cả xe tăng ra, ừ. Thế mẹ. Sao chơi? Ở bên mình thắng rồi, bọn nó cố gắng chỉ là gọi là... Yeah. Mẫu mực vãi. Fuck you. Ôi, có 3 thằng đứng ở trên đấy kìa. 1, 2, 3, 4. Đứng động thời gian rồi. Ừ. Bác bắn này mà bác đòi solo mấy em thì em không hiểu bắn gì. Vào Black Ops 2 biết. Yeah. Em không biết nhưng mà chỉ biết ở đây lắm cây cỏ vậy thôi. Em ơi, mẹ em nằm đi, em nằm. Có bom. No, what the fuck. Ở sao mình cầm lục này. Đù mẹ. Ôi, cái gì đấy. Nó lốc. Cứu. Ôi, xa đấy, nó bắn rồi. Hai thằng chết như chó. Quá đấy hoảng với lìn lúc ấy còn 19 máu.